Xin kính chào quý vị và các bạn. Buổi sáng ngày 9 tháng 7 năm 2023, đi qua cái chỗ này thì quay lại để cho mọi người cùng xem. Đây là cái cổng chào vào thành phố Thuận An này, Quý Mão 2023. Đấy, thành phố Thuận An. Kính chào quý khách. Thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương. Ngoài này là quốc lộ 13, đi theo cái hướng này đi Sài Gòn, đi ngược theo cái hướng này là đi về thành phố Thủ Dầu Một, rồi đi bến cát này nọ, cái lọ cái chai. Trân trọng mời mọi người vào tham quan thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương. Đang đi ở đường này là đường Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Đi qua đây thì đi nhiều lắm. Thế nhưng mà thôi, để thi thoảng quay một số cái video về một số địa danh để mời mọi người xem cho nó gì cho nó vui. Tỉnh Bình Dương này thì có rất nhiều thành phố. Thành phố Thuận An này, thành phố Di An này, thành phố Tân Uyên này, thành phố Thủ Dầu Một này. Thế còn thành phố mới Bình Dương thì vẫn thuộc Thủ Dầu Một nhá. Đấy. Tân Uyên thì mới lên thành phố. Đấy, đây này, đường Nguyễn Văn Tiết, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Bến cát thì chính xã, thế còn huyện thì có huyện Bầu Bàng, huyện Dầu Tiếng. Rồi là huyện Phú Giáo, mình cũng không biết hết được, không biết hết được. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi. Trên này có nhà cao tầng, nhà to, nhà nhiều này, nhà là lại chung cư. Chung cư. Dân số của tỉnh Bình Dương này đứng thứ 5 về cái mật độ dân số. Đứng thứ nhất là Sài Gòn. Đứng thứ hai là Hà Nội, đứng thứ ba là Thanh Hóa, đứng thứ tư là Nghệ An và đứng thứ năm là Bình Dương. Không, Bình Dương còn ít dân hơn Đồng Nai, đúng rồi. Đồng Nai dân số nhiều hơn tỉnh Bình Dương. Có nhiều người bảo là coi như thế là này mà 10 năm về trước là nó chưa được như này đâu, thì cái đấy là đương nhiên rồi nhé. Kể cả cái chỗ bản mình ở cũng vậy, 10 năm về trước thì nó sẽ khác. Hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2023, chứ nếu vào ngày 9 tháng 7 năm 2023 thì nó còn khác nữa, thì cái điều đấy nó là điều chắc chắn này, không bàn cãi gì nhé. Qua thời gian thì nó phải thay đổi chứ. Đi thấy cũng dài dài đấy, vẫn đường Nguyễn Văn Tiết, đường Lái Thiêu. Thế đây là đang trên đường mình đi lấy hàng. Thì quay lại thôi, nhưng mà nếu mà không phải trên đường đi lấy hàng thì chẳng thể quay được. Ở cái mặt đường quốc lộ 13 nó còn một cái cổng nữa, gần với lại Thủ Dầu Một, nó cũng có một cái cổng vào gì từ bãi đất này và mới làm đường. Để mới làm đường nên là chưa thấy cái nhà. Còn một cái cổng mà gần thành phố Thủ Dầu Một đấy,
là cũng có cái cổng chào thành phố Thuận An. Kính chào quý khách. Đây là xem xét một công ty. Đây này, đấy. Đường lái thiêu 22 này. Thế là nó giao nhau nhé. Thế còn cái đường mình đang đi, đường mình đang đi là đường Nguyễn Văn Tiết, vẫn là đường Nguyễn Văn Tiết. Bên đây toàn công ty, không phải là toàn mà lại chen kẽ một số công ty. Đấy, đi lái thiêu 23, 24, 25 theo số. Có nhiều người mà đến với Bình Dương từ thời xa xưa đến ngày hôm nay mà quay lại thì chắc chắn là không thể nhận ra được nha. Tôi trở lại vùng hành quân thì đúng là không thể nhận ra được, bởi vì thay đổi quá nhiều luôn, và cái tốc độ phát triển cũng nhanh. Đấy. Đấy. Đang đi ở cái chỗ nào thì dừng lại chỗ này để cho mọi người xem nhá. Đây này, đấy, chợ Lái Thiêu 1 km nữa. Rẽ tay phải thì ra chợ Búng 5 km, rẽ tay trái thì Đông Nhì. Cố gắng đi thêm một đoạn nữa để cho mọi người xem. Trời cũng rất mát. Thì Bình Dương là thuộc các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đang vào mùa mưa. Đấy, mà thường thường thì mưa hay mưa về chiều. Đấy, còn nó tùy, có nó thì đến mưa về sáng, có mưa mưa về đêm. Thế nhưng mà như ở bản của mình là mưa hay mưa chiều. Đấy, xong là đến mưa tối, xong đến mưa đêm, xong đến mưa về sáng nữa là hết mùa mưa. Thì có hai mùa thôi. Thế trong này thì có nhiều người ta đi hát karaoke là bài đầu tiên là bao giờ người ta cũng hát bài Quê Em Hai Mùa Mưa Này nha. Tại vì trong này chỉ có hai mùa thôi, mùa mưa và mùa khô, mùa mưa và mùa nắng đấy, chứ không có bốn mùa nha, không có xuân hạ thu đông. Anh ở trong này không có mùa đông, đó là điều chắc văn chắn. Mùa xuân cũng không có, không biết được tiết trời của mùa xuân là như nào, tại vì cái khí hậu ở đây như thế nha. Còn để mà giải thích ra thì bây giờ là phải xem lại khách. Thì có mà nhiều ngày nữa mới trả lời được. Đấy, nhưng mà do cái hậu quả cái khu vực này là thế. Và cái đường này là đường gì đây nhỉ? Ta phải nhìn biển. Đường DT745 thị trấn Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Và cái đường này thì mới thấy nhộn nhịp thập bớt hơn, đúng không ạ? Và cái đường này thì thấy coi như thế là không khí của phố. Đây này. Thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng là 19 km nữa, rẽ tay trái ra chùa Bà Lái Thiêu, rẽ tay phải, rẽ tay trái ra Di An. Đấy. Nha. Giờ đi đoạn nữa ra xem chỗ này. Thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng 19 km. Thì mình đang có hành trình đi thẳng. Đây. Đấy. Mình đang đi Sài Gòn mà. Chỗ này buổi tối là gì đấy? Buổi tối là có điện đấy. Có điện là chắc đẹp lắm nhá. Đúng là nghề chơi nó rất công phu. À, cây tỉa tót nó đều tông tóc như thế. À, trên này là đèn này. À, thế nhưng mà đèn thì đương nhiên rồi, nó auto nhá. Auto là tự động đấy, tức là nó có cảm biến.
tối nó mới sáng, ban ngày tự tắt. Đấy, đang đi ở đường Phan Đình Phùng, phường Lai Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chợ Lai Thiêu đây này. Đây. Đấy. Chợ Lai Thiêu. Chợ Lai Thiêu nằm trên đường Phan Đình Phùng, phường Lai Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thế mà mình đang trên đường đi Sài Gòn lấy hàng ấy là không thể vào trong chợ được. Đấy, quay lại để cho mọi người xem, những ai mà chưa đến đây thì xem được. Đúng không ạ? Đấy. Thôi ta lại tiếp tục hành quân nhé. Đúng đường mình đi đấy, thế là đúng hướng này là hướng mình đang đi Sài Gòn đấy. Ui, chỗ này là vừa đi qua con là gì đây, qua cái cầu đây, cầu Phan Đình Phùng này. Này đấy, cầu Phan Đình Phùng ở dưới có cái đồng không có nhiều bóng đen không à. Đầu Tây kìa, Lục Bình đấy. Này đấy, thân em như cánh Lục Bình đấy. Con nước vô tình mà em trôi dạt về đây đấy nha. Quý vị và các bạn cùng mình coi nhé, đang đi du lịch, đang đi du lịch ở đường lại phải đợi nhìn đi tiền đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bây giờ chắc khoảng tầm 10 giờ hay là nắng 10 giờ nên là ít người ra đường. Đấy, đường Lái Thiêu 91 này, mình vẫn đang đi đúng hướng của mình nhá. Đây này, đấy, thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng 18 km nữa này. Đấy, vẫn đang đi đúng hướng này. Đấy, vẫn đang đi đúng hướng thì hướng của mình đi là đi Sài Gòn mà. Thế nên là lại tiếp tục coi như là quay để cho mọi người xem nhé. Hôm nay ngày chủ nhật ở vườn tao ngộ anh đến thăm em, đường con nắng cháy chứ. Cái vườn tàu ngộ đấy, nó vườn tàu ngộ ở trên Sài Gòn ở quận 12 ấy. Đây là ngày họp mặt của các gì đấy, của các anh lính với lại người thân, tỷ dụ như bạn gái chẳng hạn, hay là vợ con, hay là bố mẹ chẳng hạn nhá. Đấy, của cái khu vực đấy, những ngày chủ nhật là gặp mặt nhau đấy. Ở hôm nay ngày chủ nhật, vườn tao ngộ anh đến thăm em. Chứ nếu mà không có cái khu vực đấy thì chắc không có cái bài hát vườn tao ngộ đâu. Đường Quang Trung nắng cháy, đúng không, ở quận 12. Thế là làm sao mà cái dòng nhạc vàng của nó lại nhiều người lại yêu thích thế, tại vì nó gần gũi với lại đời sống, nó gần gũi quá thôi. Và những cái bài hát này nó lại là cái tâm sự của nó, cái tâm trạng là nó cũng của một nhân vật nào đó, thì là nó nam cũng thế và nữ cũng thế, già cũng thế và trẻ cũng thế, nó gọi là cái dòng nhạc vàng là nó gần gũi như là ai cũng thích. Cái nhân nào người ta sáng tác ra cái bài hát
ước gì nhà mình chung vách nhá, anh quét tường anh đến với em. Thế là bởi đúng không ạ? Ai cũng thích nhạc vàng là như vậy, nghe cái lời bài hát đó, nó truyền cảm lắm rồi, đúng không? Bài bài gì không biết là cái bài gì đấy, nhưng mà nó có cái đoạn là ước gì mình đừng ngăn cách mà ước gì nhà mình chung vách, anh quét tường anh đến với em. Vậy thức chọn đêm nay để nhớ được em. Đấy là bài hát thôi chứ mình đồng chí bây giờ đang ở trên đường đi này thì tối về đi. Đó một thức chọn từng đêm nay để nhớ được em nữa. Đi đường mới biết gian lao, đi đường mệt lắm nhá. Đây này đấy, nhưng mà mệt nhất là phải ngựa sắt, rất thương ngựa sắt này, nên là vừa mới cho ăn đầy này, đấy cả cái đi này, đấy kim bột nước này. Cái đường này là đường cách mạng tháng tám, phường Lái Thiêu, quận An, Bình Dương. À, đấy. Ngã tư Bình Phước đi thẳng quận 12 rẽ tay phải, thế còn rẽ tay trái là đi thành phố Thủ Dầu Một đấy. Thì mình đang đi Sài Gòn thì đương nhiên rồi, đúng theo lộ trình của mình đi Sài Gòn, đi thẳng ngã tư Bình Phước rồi là qua cầu Bình Triệu sang vào cái khu vực mình lấy hàng. Cái ngã tư ở trước là ngã tư Bình Phước, không phải là ngã tư ở tỉnh Bình Phước đâu nhá. Mới đầu đến đây cũng cứ nhầm tưởng ngã tư là ngã tư của tỉnh Bình Phước nhưng không phải. Tên là ngã tư Bình Phước. Các chọn quý, cảm biết tên chọn quý này là chọn quý gì? Nó nằm ở đại lộ phường Bình Dương, phường Lái Thiêu. Đây là đang đi ở quốc lộ 13 rồi nhá. Cái cầu Vĩnh Bình, cầu Vĩnh Bình là coi như là hết đất Bình Dương sang Thủ Đức, ranh giới là cái cầu Vĩnh Bình mà mình sắp trở tới rồi đấy.
bình thường thì cầm video chứ cầm điện thoại cũng thấy mỏi tay rồi. Đại lộ Bình Dương đấy, quay đến cái đoạn đấy để cho mọi người xem cái cầu Vĩnh Bình là cái chỗ coi như là cái này Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, huyện Bình Phước, Thủ Đức. Không biết là chắc là xem là trên TV chắc là hình như hơi chậm dần, thấy cái điện thoại nó không tăng một chút. Không biết cả đấy, con thóc mà xuống cái điện thoại nó có tính năng cũng không đi như này mà quay thì nó không giật hình. Nhưng mà vấn đề là con thóc quay thóc lại nhớ coi như thế là cái gì được mùa thóc lúa thì nhớ phụ mùa qua hát về cây lúa hôm nay rồi. Tôi hát bài ca mà người ca là người trồng lúa trong quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hẹn hò những mùa gặt tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Đúng thật là ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trồng gió mất trên đồi sâu dưới trời mưa, mà đổi thay xưa kéo cày thay cô, vì không có đất gì nước đã mất cho đến hôm nay. Chàng trai đang gái máy cày và bao cô gái đang ngồi đây rồi. Xin thưa tới quý vị và các bạn, chúng ta đã tới cái biểu tượng của tỉnh Bình Dương. Đây rồi, biểu tượng của tỉnh Bình Dương. Ở trên kia là cầu Vĩnh Bình. Đây đến cái cầu Vĩnh Bình là hết địa phận của tỉnh Bình Dương, sai bên kia cầu Vĩnh Bình là thuộc coi là huyện Bình Phước, Thủ Đức rồi. Đây, hẹn gặp lại 2023 xuân Quý Mão à, Bình Dương à. Đấy. Đây. Bây giờ mình đi nốt lên trên để xem thực hư nó ra làm sao, mô tê nó như thế nào nhá. Chúc mừng năm mới 2023. Happy New Year. Đấy, nông dân đọc tiếng Tây sang chưa? Happy New Year 2023, Bình Dương. Bây giờ đi lên trên kia. Trên này là cầu Vĩnh Bình rồi nhá. Hay còn lên trên đi. Đấy nữa là ngã tư Bình Phước. Ngã tư Bình Phước thì nãy mình nói rồi. Ngã tư Bình Phước là cái tên đấy chứ không phải là ngã tư của tỉnh Bình Phước đâu. Đây, cầu Vĩnh Bình đây. Cầu Vĩnh Bình, đường quốc lộ 13. Đang hát đến cái bài hát tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa hay quá. Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc. Thế
đến cái chỗ này thì phải dừng lại. Đấy, sông nhiều lục bình không, chèo tây đấy, chèo tây đấy. Để đấy, mình đã vừa đi qua cầu Vĩnh Bình rồi nhá. Đấy, sang đến bên đây là sang đến đây này, sang bên đây, bên đây cầu Vĩnh Bình một cái là khu phố 1 này, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy, bên đây cầu Vĩnh Bình là Thuận An, Thuận An Bình Dương. Ở bên kia kia cầu Vĩnh Bình là Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Một tí nữa là đến ngã tư Bình Phước này. Như tình yêu trao cho người yêu ô trong gian khổ. Đời nó cứ vui vui tới như vậy, cho dù coi như thế là túi chẳng có một xu nhờ, tiền bằng giấy các thứ, thế nhưng mà nó cứ vui vui tới như vậy. Chưa có bao giờ vui như hôm nay, hôm nào cũng phải hát như thế. Đời này, đời là mấy tí nhờ, vô thường lắm. Thế nào vui được lúc nào thì vui thôi. Tam Nguyên Yên Tổ của có cái bài con chim xe sẻ của tôi ơi, hôm qua nó vẫn còn bay nhảy, chỉ một ngày thôi đã không bay rồi. Thì đương nhiên rồi, nó có cái từ không được rồi, đèn đỏ rồi đây, thôi đèn vàng dừng lại cho nó lạnh nha, nó lạnh này. Đèn dành cho xe hai bánh này đấy, 52. Đây là ngã tư Bình Phước này, ngã tư Bình Phước đấy. Kìa có cái biển, nếu mà rẽ ra đây là đi An Sương, chữ hơi bé, đi An Sương. Thế còn đi thẳng thì mình đang theo cái lộ trình của mình là mình đi thẳng. Biển kia là quận 1 là 9 km nữa. Thế còn đi theo cái hướng sang bên đây là hướng tay trái là đi Đồng Nai, 16 km, khu du lịch Suối Tiên 10 km. Chữ hơi bé, phải đến gần, nhưng mà thôi, đến gần chả đọc. 11 rồi, đây 10 này. Tiếp tục là chúng ta lại hành quân nhá. Đấy, ngã tư Bình Phước nhưng mà lại không phải thuộc tỉnh Bình Phước đâu. Đi qua chỗ này là mắc cái đảo như Giang Lạc ấy. Đã qua ngã tư Bình Phước rồi nhá, tìm cái bóng cây nào nó râm vân mát thì dừng lại để dừng video thôi. Quê mới ra, nhà quê ra phố là nhiều chưa có gì đâu, nó cứ bị ngỡ ngàng ấy nha. Đây cái bóng cây to quá, những cái ô tô này đổ mất rồi. Ô tô, trong ô tô có điều hòa ấy, lái xe khôn rồi. Tìm trung tâm để đứng, tìm đúng cái bóng cây để đỗ cái ô tô vào.
đây rồi. Đây là cái bóng cây. Đó là cái bóng cây này là hợp vật lý. Đây. Đấy. Đó là cái bóng cây này là hợp vật lý nhá. Thôi xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn. Chào thân ái. Hẹn gặp lại những video sau. Merci. Merci beaucoup.